Ok, xin chào tất cả các bạn. Thì cái video tiếp theo thì mình muốn chia sẻ với các bạn là một cái phần mềm, nó cũng như GDB thôi. Thì nó cũng, cái này thì nó cũng chắc là các bạn cũng không xa lạ gì. Chính là cái phần mềm GDB Adform ấy, Pro 3.5 này. Thì mình muốn chia sẻ với các bạn này. Cái phần mềm này nó là cái phần mềm cải tiến của phần mềm GDB ấy. Đấy, thì mình có một lời khuyên chân thành là các bạn hãy tiếp cận dần dần với cái phần mềm này. Thì mình trong quá trình mình sử dụng ấy, mình thấy là có cái rất chi là nhiều ưu điểm để nó vượt trội so với GDB. Đấy, cái ưu điểm vượt trội mình theo mình là lớn nhất là cái phần xuất file đó. Và cái thằng này này nó mình xuất ra được cái đuôi STL, nên mình thấy là mình khi mình làm ấy, mình thấy là nó có hai cái ưu điểm lớn nhất. Còn một số bạn cũng có thể thắc mắc là phần mềm này nó một số cái chức năng ấy có thể khác GDB. Thì hôm nay chính là cái bài học này là mình muốn hướng dẫn với các bạn, chia sẻ với các bạn cái cách mà để giải đáp thắc mắc cho các bạn những vấn đề này như thế. Vấn đề cơ bản thôi nhá, ví dụ như là cắt này, ghép này. Đấy, cắt ghép chẳng hạn này, cắt ghép xuất file này. Đấy, đổ màu này. Đấy, và một số cái mà mình thấy nó khác GDB ấy, cái quan trọng nhá, mình thấy nó hay làm ấy, thấy nó khác GDB. Thì bài hôm nay mình sẽ xin được chia sẻ với các bạn. Ok, thì có lẽ là hôm nay mình sẽ chia sẻ phần cắt ghép này. Đấy, một số tính năng khác nữa. Còn về phần xuất file ấy, thì mình sẽ có một cái video riêng, không mình sợ gộp hai ở đấy nó sẽ dài. Ok, đó thì đầu tiên này, thì các bạn nhìn cái giao diện nó thì vẫn nói chung là vẫn như GDB thôi. Đó, thì đầu tiên là mình sẽ hướng dẫn các bạn này cái cách cắt nhá. À, cắt của thằng Adform này thì nó hơi khác với GDB một tí. Rồi, mình sẽ import này. Import cái file GDB vào vậy nhá. Cái phần mềm Facebook của mình thì tự nhiên nó lại bị khóa cơ. Không biết tại sao. Thì các bạn nếu mà có xem video này thì nhớ chia sẻ cho mình nhá, nên có mẫu để cho các bạn cũng biết. Mình không lên đăng lên được Facebook nữa rồi, để khỏi đang bị khóa, chắc phải 1-2 hôm nữa mới lên được. Rồi mình chọn vui GDB này. Rồi chọn một file bất kỳ đi. Rồi bạn nào còn bỡ ngỡ về cái vấn đề khi chuyển sang phần mềm ấy, thì theo mình là có những cái mình lên dùng GDB đấy bạn quen rồi, nên có những thứ thì mình sẽ khuyên các bạn nên dùng Adform đấy. Về những chức năng chính như xuất file này, một này, cắt ghép này, mình thấy nó cắt làm nó nhanh lắm, nó không có bị Aomori hay là bị lag như GDB đấy. Các bạn có thắc mắc chắc là mình nghĩ khả năng chỉ cho vần ví dụ như cắt này đúng không, là xuất file thôi. Đấy, những cái như đổi màu, tô màu. Đấy, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái gì mình biết ấy, nói chung là nó cũng chỉ là một kiến thức bé bé thôi, nhưng mà mình muốn là những cái gì mình biết mình muốn chia sẻ với các bạn, để các bạn nói chung là thêm được những kiến thức này mà mình trong quá trình mình làm, để mình tiếp cận các phần mềm nó. Mình đi theo xã hội mà, mình muốn là các bạn là anh em cùng nhau phát triển thôi. Ok, không nói nhiều nữa. Ví dụ nhá, mình muốn cắt cái con lân này nhá. Này, ship B đúng không? Đấy, mình cắt con lân này này. Đó. Đúng không? Thì ở phần mềm vẫn Ctrl T thôi. Đúng không? Ở cái phần mềm GDB thì các bạn vào model đúng không? Đấy, group model đúng không? Đấy, các bạn kích vào đây đúng không? Nhưng thằng này thì không được đâu. Đấy thì các bạn phải làm như nào? Đây các bạn kích đây không được đúng không? Đấy, ở phần mềm này các bạn này. Các bạn bỏ đi này. Không cần này nữa này. Các bạn model này, group model này. Đó, các bạn chỉ cần đè cho trái này. Đấy các bạn, qua cái con lần này đi. Rồi đấy, thì các bạn ý này, các bạn thấy mất đúng không? Nhưng thực ra nó chưa mất, nó không mất đâu. Đấy, thì các bạn muốn cái thằng này này, thì khi các bạn được, các bạn muốn thằng này nó ra thì các bạn phải lưu thằng layer lại này. Các bạn vào model này. Này các bạn phải lưu server lưu này, server layer này. Đấy, các bạn bấm vào thằng này này. Rồi, đó là được. Các bạn ra ngoài này thì nó ở đây, bên cạnh này.
Đó, các bạn thấy chưa? Đây, cho các bạn xem. Đó, thì thằng này nó vẫn chưa mất đúng không? Đấy, mình nghĩ là cái cắt này thì các bạn biết thì các bạn dùng như GDP thôi. Đấy. Vẫn như nhau đúng không? Phần 2, phần 2. Đó là cắt nhá. Đấy, mình làm lại nhá. 3D này. Đó, ví dụ giờ các bạn muốn cắt đó, các con phượng này đi đúng không? Đấy, các bạn vào model này, các bạn crop đúng không? Thì các bạn cứ cho nó dịch ra ngoài đi nhá, xong cái nào không cần thì các bạn xóa đi nhá. Đấy, ví dụ nhá, à, cắt theo crop model này. Đó. Xong các bạn lưu lại này. Các bạn bấm vào thằng compost này, layer này. Đó, được chưa? Thế là xong. Thì các bạn ra ngoài màn hình này, các bạn thấy sẽ có một file nào ở bên cạnh này. Đó, các bạn thấy chưa? Đấy, ok. Đấy, cái thứ hai mình muốn chia sẻ này. Đấy nhá, cái phần cắt thì thế nhá, ghép thì tương tự các bạn nhá. Ghép thì vẫn vào Asphalt này. Đấy, thằng Combine này được chưa? Đấy, cách tương tự vẫn như nhau. Đấy, 2m này, ok. Mình chỉ bảo những cái nó khác thôi. Đấy, cắt ghép này. Ở cái thằng này thì nó có... Đây, ví dụ thằng này này. Có một cái điểm rất hay này. Như này. Đó. À, ví dụ mình dùng An8 nhá. Đấy, An8 này là cắt đúng không? Đấy, thì các bạn bình thường các bạn này phải kích vào cái đường này ở GDP, các bạn kích vào đường này đúng không? Các bạn phải kích thế này mới được. Như ở đây này, ví dụ các bạn muốn kích vào muốn bỏ thay đi này, các bạn chỉ kích vào nó này là nó tự nó bỏ này. Đó, thấy chưa? Đấy, rất hay. Cái mình thấy cái thằng An9 cũng thế nhá. Mình thấy thằng này, thằng Anform này nó có nhiều cái rất hay này, An9 này. Đó, các bạn chỉ cần kích vào cái điểm, kích vào chỗ mình cần thôi. Được. Thấy chưa các bạn? Đấy, ok. Rồi, thì mọi những cái thằng kia ấy, nó như nhau nhá. Cái thứ hai là về phần cái đổ màu này. Đó, file này. Mình sẽ chọn một file nào để có cái đường chỉ đi. Cho file cao của ta này đi. Import này. Import thằng GDB vào đi. Mình cho cái bức tranh này chép này. Của mình nó vẫn còn cái đỏ. Rồi. Và 3D này. Rồi. Đó, ok. Thì ở đây này, các bạn lấy này, Shift L này. Các bạn, ví dụ các bạn ở cái phần GDP ấy, thì các bạn muốn xóa hết màu đi đúng không? Các bạn muốn cho nó về cùng màu đúng không? Thì các bạn bấm vào L đúng không? Đấy, như ở GDP này các bạn sẽ bấm vào, ở Alpha các bạn bấm vào M này. Đấy, thì nó hết, nó sẽ không còn màu nữa đúng không? Thì các bạn muốn đổi màu tự động thì là thế nào? Đấy, các bạn quay vào nó này. Các bạn vào Color này. Đấy, các bạn đây. Cái auto color này là đổ màu này, color là màu này, auto là tự động này đúng không? Đó. Hoặc các bạn không thích thì các bạn có thể là phím tắt cũng được. Đấy, bấm vào B vẫn thế đúng không? Đấy. Thì cái thằng này thì nó chỉ khác nhau được về cái phần mất màu là M với L thôi. À, còn lại mọi thứ nó vẫn như nhau hết. Đó. Mình khuyên chân thành là các bạn giờ nó ra phần mềm rồi, các bạn lên ví dụ như máy Ken kia ấy thì thôi các bạn làm vào GDB. Những cái phần khác thì các bạn lên. Những mẫu bé thì các bạn làm ở GDB cũng được. Những mẫu to các bạn lên làm trên ở cái phần mềm này nó rất là nhanh. Mình đã từng làm rồi. Thì mình thấy nó nhanh, hiệu quả. Thì tiếp tục này, mình muốn chia sẻ với các bạn là cái lệnh AND Z này đúng không? Đây. Xóa ai đi. Con cái thằng này thì đây. Màu ấy là vẫn thế nhá, các bạn ấy xin test xin bích là vẫn như nhau các bạn nhá. Đây các bạn, ví dụ các bạn muốn tô này đi, đúng không? Này. Các bạn đây vẫn màu bình thường nhau như nhau nhá. Đấy các bạn nhá. Đây đang này thôi. Đấy. Rồi, đấy các bạn pha màu các bạn ở trên này, được chưa? Đấy. Cái này là rất nhiều màu hơn GDB nhiều. Ok. Cái tiếp theo là mình muốn chia sẻ các bạn là cái AND Z này. AND Z của thằng này nó khác đấy. Đấy. Và có cái điểm bất cập như này để mình chia sẻ với các bạn này. Nào như mình dùng mình thấy là có một số điểm khác thôi. Cơ bản là một số điểm khác. Còn rất nhiều khác nữa. Mình biết đâu mình chia sẻ đấy thôi. Đấy, mình làm cứ miễn là đủ dùng là được. Còn chẳng cần biết nhiều. Ok, con điểm của mình là như thế, đủ dùng là được, không cần biết nhiều. Đấy, AND Z này, ví dụ mình vẽ một đường hình chữ nhật này,
Được chưa? Thì các bạn đấy, các bạn tô màu này. Rồi, đấy các bạn. Ví dụ như các bạn Shift R này lên 2 ly này, đúng không? Đấy, các bạn Alt Z này. Hai này vào đây. Rồi, Alt Z này. Mình muốn lên 6 ly nữa đây. Các bạn vẫn chọn nhá, bình thường đúng không? Đấy, các bạn click vào đây. Đấy, các bạn thấy cái điểm bất cập không? Đấy, nó lại có cái đường này. Mình sẽ làm hai đường này, hai cái nhau để các bạn phân biệt này cho dễ nhá. Đấy, Shift R vẫn hai ly. Ồ, nhầm rồi, chưa đổi màu. Còn cho nó khác đi. Rồi, ok. Đấy, Shift R này, Alt Z này. Rồi, ok. Các bạn cho mình thay đổi màu không này. Alt Z này, không vào đây là cái khác này. Đó, mình phải cho các bạn xem. Mã cũng được nhỉ. Kích vào màu này, kích vào dây, cho thỏa ra. Đó, ok. Đây các bạn, các bạn này, các bạn thấy nó khác nhau không? Đó, các bạn thấy chưa? Cái chân này nó khác nhau này. Đấy. Rồi. Các bạn thấy chưa? Đấy, mình thì khác đấy. Đấy, thì cái thằng Alt Z này này, thì ở GDB cái này nó đang định ở 1.0, như ở đây nó 0.4, thì khi Alt Z thì các bạn nên cho cái này là 0 nhá. Đấy, khi nên cho cái này 1.0 cho mình nhá, các bạn nhớ nhá. Alt Z này nên cho 1.0 này. Mình sẽ lấy cái nhọn ví dụ rõ ràng hơn này. Không này. Đấy, Alt Z thì các bạn cho thằng thông số đấy bằng 0 cho mình này. Thì là nó sẽ anh tròn đi. Rồi. Phần 2 nó 0.4 như của nó đây. Đấy, nó tóm lại là các bạn nhá, Alt Z nhá, để các bạn cho thằng này 1.0 cho mình nhá, thì là lên nó sẽ chuẩn. Còn không nên để thằng này là 0.4 này, nó sẽ có những cái chân đấy các bạn. Các bạn này chưa, đây là các bạn làm lông thôi, các bạn làm những cái mẫu sâu bồi nó khác ngay, thấy chưa? Thì mình chỉ muốn bảo với các bạn là các bạn cho này 1.0 này. Này, Alt Z ở GDB cái này nó bằng 0 rồi đấy. Đấy, thì để như giống như GDB các bạn nên thay đổi mặc định của nó không phải như này đâu các bạn nhá. À, mình vào lại này. Chuột quay vãi. Rồi, bắt đầu một thằng vào. Không có như gọn được, lại mình vẽ ra. Mình giả sử lệnh Alt Z mà. Đấy, Alt Z này. Đấy, của nó mặc định của nó là 0.4 này. Đấy, thì các bạn phải sẽ cho về nó với 0 cho mình nhá. Đấy, các bạn đừng để nên bốn con mọi những cái này thì nó vẫn như thằng GDB thôi. Đó. Còn cái này của nó thì công cụ đường thẳng thì vẫn thế thôi. Công cụ đường thẳng nhá. Đấy, công cụ đường thẳng đường ngang thì nó vẫn như nhau thôi. Đấy. Nó cái thằng vẽ thẳng ấy. Bình thường của mình trong GDB ấy, nó là quay lại nó là L đúng không? Như ở đây thằng này là Z này, Indu Z này. Đó các bạn lưu ý nhá, hãy các bạn nhìn đây. Đó. Được chưa các bạn? Đó, được chưa? Rồi, thì đó là tất cả những cái gì moment mình muốn chia sẻ thôi. Còn về phần xuất file đục phá và xuất file đục tinh thì là mình sẽ có một cái clip riêng về cái hai thằng đấy. Còn mọi cái khác ấy thì ở này, ở cái phần app form này thì mình sẽ chia sẻ dần dần. Thì bạn nào đặt câu hỏi liên quan đến cái này mà nó cơ bản này,
có thể inbox cho mình mà biết đấy, mình sẽ chia sẻ với các bạn, sẽ làm một cái video để cho tất cả anh em cùng biết. Rồi ok, thì cái clip hôm nay đến đây là kết thúc. Đó, các bạn thấy hay thì các bạn có thể chia sẻ cho tất cả mọi người cùng biết nhá, và bấm cái đăng ký kênh để nhận những cái video miễn phí. Để là những video khi mà mình làm cái video ra ấy, thì các bạn có thể nhận thông báo về. Ok, thì xin chào tất cả các bạn.